Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau và nghe lời của nhau để cảm nhận về nhau nhé. Bắt đầu đi bạn trai. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. À, chào anh. Xin chào chị Cát Tường ạ. Dạ, chào anh. Bạn gái phía bên kia ạ. Mình tên là Thiết. Năm nay 38 tuổi. Sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, ở Bình Thạnh. Quê quán ở Thanh Hóa. Làm nhân viên kinh doanh, Zecoro và băng tải, băng chuyển các loại. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em tên là Đỗ Nữ Hồng Anh, quê em ở Bình Định. Em là biểu quận 1 và sinh sống ở Thủ Đức. Dạ, em là kỹ sư xây dựng. Ngầu ha. Dạ, cũng bình thường chị. À, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em có là em thích nấu ăn, làm bánh, vui vẻ hay quan tâm người khác. Điểm yếu của em là em sợ đám đông, sợ ma, với là hát rất là dở. Mà có hay hát không? Dạ có chị, người hay hát dở hay thích hát lắm chị. Bây giờ hát thử một cái đi. Vui là chính. Dạ. Rồi. Ở nơi ấy trên đỉnh núi cao, chỉ có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Em mà hát hai hồi nữa chắc hai người hết yêu nhau á. Thôi bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Mời bạn trai. Khuyết điểm là ăn cay không được. Hơi nóng tính. Không biết nói sao nhưng mà có những cái mà... À thôi. Hả? À thôi là sao? Cái gì mà nói đại đi, bữa nay mình nói mình mở cho nhau biết hết mà. Để mình có thể gọi là có hợp tính hay nhau không? Ngồi chết năm đồng này nó run run quá anh. Phải lấy nhát năm đồng luôn. Thì mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ em có một mối tình. Chia tay cũng được 4 năm rồi chị. Mình quen bao lâu mà chia tay? Dạ 7 năm. Thật ra thì tụi em có những cái hiểu lầm trong cái mối quan hệ của tụi em về từ phía gia đình chứ không phải từ phía hai phía tụi em. Có nghĩa là tình yêu cũng chưa đủ lớn đến mức để vượt qua những cái rào cản từ hai bên. Dạ em không nghĩ là về. Em chia tay với bạn trai được lâu chưa em? Dạ lâu rồi anh, hơn 4 năm rồi anh. Vậy từ 4 năm đó em từng quen ai chưa? Dạ chưa anh. Còn em? Với em thì trải qua 3 mối tình. Mối tình mới nhất cách đây khoảng hơn 1 năm. Yêu nhau cũng 1 năm. Cũng chưa sâu đậm gì đúng không? Vâng. Bạn gái cần một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em không có mẫu hình lý tưởng gì hết. Em chỉ cần người đàn ông đó yêu thương em. Nếu thật sự anh yêu thương em thì những thứ khác anh sẽ vì em mà anh thay đổi tốt hơn. Đức tin mới là quan trọng. Quan trọng về tính cách nhất chị là vì hiếu thuận với ba mẹ thì họ phải yêu thương mình. Điều gì em ghét nhất ở người bạn trai? Gia trưởng là bạo hành đó chị. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Yêu thương, quan tâm, chia sẻ mọi người. Cho dù bất kể là ai mình hãy nên tôn trọng và yêu thương gia đình những người xung quanh. Là từ 1m60 trở lên. Rồi để anh qua bên kia coi kiểm tra có 60 trở lên không nha. Ôi chào cô gái đẹp. Kỹ sư xây dựng đó nha. Kỹ sư xây dựng. Em cao mét mấy? Dạ 1m56. Ủa sao nhìn cao dữ vậy ta? Cho anh hỏi chút xíu, kỹ sư xây dựng em có hay đi công trình không em? Dạ không anh. Em làm ở đâu vậy? Dạ em làm ở quận 1 anh. Em ở văn phòng là chính anh. Em có phải là người phụ nữ ghen không? Phụ nữ ai cũng có chút ghen á anh. Ghen nhiều, có nhiều người nói là đàn ông là phải là sở quyền sở hữu của riêng mình. Nếu mình sở hữu qua hồi mình sẽ cái tính kiểm soát con người mình anh. Đúng rồi. Mà kiểm soát mà mình nhăn riết mệt lắm. Người em thì thích vui vẻ. Anh nghĩ em là người đủ bản lĩnh ha. Một cô gái rất là xinh, rất là thông minh nha. Rồi, nếu mà chừng nào được thì chừng nào mình kết hôn được em gái. Nếu mình phải thật sự là người hai người xác định là mình sẵn sàng hết. À chào anh. Dạ chào chị. Em đoán thử cổ là người như thế nào? Rất là chững chạc. Một cô gái mạnh mẽ đó. Thông minh. Nếu như bây giờ một vợ mình giỏi hơn mình thì anh có ngại không? Cái điều đó không thành vấn đề chị. Giỏi hơn là giỏi hơn, phải để người khác đánh giá thôi. Anh đã sẵn sàng kết hôn chưa? Dạ sẵn sàng rồi chị. Có làm dâu không anh? À, không chị. Cái chuyện đó là để nó hợp với hoàn cảnh thôi. Bảo để làm dễ thì không có đâu. Không phải là tự tin gì cả. Nhưng cái điều nếu mà để nói như vậy thì nó hơi quá một chút. Bởi vì chị nói làm dễ á. Không phải làm rễ mà khi cưới đâu về. Có câu nào làm rễ đâu, đang hỏi là... À, chị nói làm dâu. Đang nói làm dâu. À, có ý làm rễ là anh không chịu làm rễ đúng không? À. Mình có hơi gia trưởng không? Em thì không, em sống hòa đồng lắm. Rồi, được rồi. À. Hôm nay em đi với ai em trai? Em đi với có mấy người bạn, với một người em gái, em họ. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường, MC của bạn Muốn Hẹn Hò. Em là em gái của anh Thiết ạ. Để em khẳng định là anh Thiết thì em rất là thật thà. Kinh doanh thì không phải là giỏi lắm nhưng mà để cũng được. Thì em thấy chị là cái mẫu người là được của gia đình thì em thấy là cũng được. Quan trọng anh chị. Rồi. Bây giờ ta sẽ nghe là nhận xét từ bên đàn gái nào. Rồi hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với anh trai, chị dâu em với lại đồng nghiệp ít của em ạ.
Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em là Phương, là chị dâu của Oanh. Thì đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì gia đình cũng rất là mong muốn tìm cho Oanh được một người chồng biết thương yêu và chia sẻ. Tại vì ngoài cái tính hòa đồng thì Oanh cũng khá nhút nhát và sống nội tâm nữa. Cho nên thì cần một cái người có thể quan tâm, chia sẻ và hiểu được Oanh nhiều hơn trong cuộc sống. Về bạn trai thì em thấy là về ngoại hình khá là ổn. Về tính tình có thể anh còn khá là ít chia sẻ và có thể là hơi một xíu gia trưởng. Cái điều này thì có lẽ là không hợp với Oanh, tại vì Oanh thì một người rất là sống hòa đồng và chia sẻ với bạn bè. Nếu mà thấy cái cảm giác đầu tiên á, mà thấy hợp thì có thể chọn. Em xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn nhận xét của chị. Để thay đổi không khí, xin hát hôn trường một bài hát. Hãy cho lấy tự tin anh Quỳnh Linh nhỉ? Đúng rồi. Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Rồi, xin em. Thoải mái chưa? Giọng rất là vang ha. Bây giờ quan trọng là hai người. Nào, rồi, mở rào. Bắt đầu đi bạn trai. Để chào em. Chào em. Có hòa đến chương trình xin tặng em. Em cũng có quà tặng anh đó. Hôm qua em có về làm bánh tặng anh. Anh có gì muốn hỏi em không? Anh hỏi em chút, tình yêu của em 7 năm. Dạ. Tại sao không đến được với nhau? Không phải tình yêu nào cũng tới được với nhau anh. Ai đến lúc phải lựa chọn, mình phải lựa chọn giữa gia đình với lại người mình yêu nhất. Có thể tình yêu của em chưa đủ lớn để có thể lựa chọn em. Ồ, 7 năm cũng chưa đủ lớn. Yeah. Chúng ta về chỗ ngồi đi cho nó tự nhiên hơn nào các bạn. Về cuộc sống thường ngày là em có hay đi chơi bạn bè hay là tụ họp đâu đó không? Dạ có, tính em vui vẻ hay đi chơi bạn bè. Ngoài công việc á, thì em về nhà làm bánh nấu ăn, còn không thì cũng hay tụ tập bạn bè. Anh cũng thích nấu ăn. Em có ăn cay được không? Ăn rất là cay. Em ăn cay, anh biết người miền Trung phải không? Không sao. Nhưng mà có một cái là em cũng hay đi du lịch đó. Dạ hả? Cũng thỉnh thoảng em cũng đi du lịch. Tại vì thường em đi du lịch cũng kết hợp với làm những cái việc thiện nguyện. Thì không biết là điều đó có gây khó khăn với anh không? Không, anh cũng thích đi du lịch. Nhưng đôi khi nếu mà có gia đình rồi thì nó phải phù hợp với cái hoàn cảnh và cái... Ví dụ như có con hay gì đó thì gia đình vướng bận nhiều thứ thì làm sao đi được. Nhưng mà có một điều cũng hơi khó là công việc của em đôi lúc về muộn. Thì anh có khó chịu về việc đó không? Em giới thiệu về công việc của em thêm chút xíu nha. Em ở công văn phòng thôi, và viết các quyết, các hợp đồng, tính những cái chi phí xây dựng nhẹ. Chỉ ở văn phòng thôi. Dạ. Ok. Nhưng chết mà rồi. Cũng thường xuyên về muộn chứ không phải là về sớm. Tới về muộn là mấy giờ? Khoảng 7 giờ, 7 rưỡi thì em mới về tới nhà. Bây giờ. Chuyện ăn uống thì người đàn ông á, nhiều khi anh thích nấu ăn lắm. Nhiều khi anh nấu mời bạn bè đến ăn mà. Cho nên hy vọng rằng nếu mà được nấu cơm để mà chờ người vợ về để ăn, đó là điều hạnh phúc đối với anh. Thực tế ngồi đây á, hầu như là anh cảm thấy nó có cái gì đó nó trong đám đông không nói được gì cả. Mình cảm nhận về đối phương như thế nào ngay lần đầu tiên mình gặp mặt? Nó có rất giống... là tuyệt vời chị. Một người rất xinh, chu toàn về gia đình. Đó là những cái mà em cần. Thật ra thì em thấy anh sợ ta. Tốt, cũng khá trầm. Em nghĩ là vậy. Bạn trai có thể nói điều gì để tạo thêm niềm tin cho cô gái? Đây là một cô gái rất là chỉnh chạc, suy nghĩ rất là chín chắn. 15 giây cuối cùng cho anh. Qua đây được, có thể xin phép em cho anh được tìm hiểu. Dạ. Cho anh được tìm hiểu đến với em. Đấy là một cơ hội. Phía sau như thế nào? Đó là do hai người quyết định. Dạ. Cảm ơn em. Rồi. Cái bấm nút đó hết sức là quan trọng. Bấm bằng cả sự yêu thương của mình. Suy nghĩ cho kỹ. Đó là hạnh phúc của các bạn. Một.
2 3 Hết thời gian. Sao em lại không bấm? Thật ra thì em cảm thấy là chưa sẵn sàng. Tại vì em có cảm giác là anh gia trưởng. Mà thật ra cái điểm đó là em rất là sợ đó. Nhát anh nghĩ thôi. Em còn một điều gì nữa. Gọi là tin vào anh ấy thôi chứ anh ấy không gia trưởng. Anh ấy có nói là anh ấy sẵn sàng có thể nấu cơm đợi vợ mình về ăn mà. Không sao chị, đâu còn thời gian mà. Có sao đâu. Anh cảm thấy như thế nào ngay lúc này? Để gặp gỡ được một người tài năng như thế này, em thấy rất là hạnh phúc. Họ vẫn nắm tay nhau đấy chứ. Nắm tay nhau đấy chứ. Không sao cả. Và hy vọng rằng hai bạn sẽ có thể tìm được hạnh phúc của mình.